Hôm bữa tao nghe nói nó đi coi mắt mà xong rồi hả, nó bị từ chối. Mà biết sao bị từ chối không? Tại con nhỏ nó vô duyên mất nước quá mà ai mà chịu nổi nó. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Mình là MC của siêu thám tử ngày hôm nay. Và hôm nay thử thách của mình sẽ là thử thách mà nghe nó rất là tạo nghiệp á nha. Nhưng mà mình sẽ nói xấu đồng nghiệp của mình để xem coi phản ứng của mọi người ở đây như thế nào nha. Đi theo mình nào. Alo, alo mày hả? Mày nhớ con Minh hồi sáng nay không? Hồi sáng thì nó dám chửi tao mày. Hiện chi giờ mày chưa có chồng nữa má ơi. Trời ơi tức quá. Không hiểu luôn á trời. Vậy mà đi chửi tao, trời không có coi lại bản thân mình. Tao tức thiệt sự luôn, không biết sao nó lại chửi tao nữa. Trời ơi, bữa bị sếp la, má nó bị sếp la là KPI của nó làm rất là ẩu. Làm không có đúng cái quy định của sếp. Trời ơi, người ta làm thì người ta làm cho có đi. Đi làm gì đâu mà cho đủ vậy thôi, đi làm chi cho nó cực vậy. Làm chi cho nó mệt vậy trời. Trời ơi, bởi vậy. Trời đất ơi. Bữa tao nghe nói nó đi coi mắt, không hết tin á. Mà nó đi coi mắt á, nó đi làm sao mà về người ta từ chối nó luôn mày. Bởi vì cái tính cách như vậy ai mà chịu được. Thôi nha, vậy nha, cúp máy đi, đi về mai còn đi làm nữa má ơi. Vậy ha. Ê má, ai làm chưa? Ai làm rồi đúng không? Trời ơi, tao kể cho nghe, hồi sáng nay tao gặp con Minh. Trời ơi, tao không hiểu sao nó xấu tàn nhẫn tàn canh luôn á má ơi. Vậy mà không hiểu sao nó bay qua, nó bày đặt, nó ngồi kế tao, nó bày đặt khoác vai tao, làm bị thương lắm vậy má. Trời ơi, tao kể cho nghe. Hôm qua nó mới bị sếp la bởi vì nó chạy học, nó chạy KPI, tuy là nó chạy đủ nhưng mà nó chạy rất là sơ sài má ơi, nó kiếm người không có chất lượng. Trời ơi, sao bằng tao được, sao bằng chị mày được, chị mày chạy cây nào á là đúng cây đấy, đủ cây đấy. Trời ơi, nhân viên xuất sắc. Trời ơi, làm sao mà sánh được với chị. Trời ơi, kể cho nghe cái mặt này á hả, mà hôm bữa tao nghe nói nó đi coi mắt mà nó bị từ chối má. Biết sao không, cái tướng như vậy á mà hả, sao mà người ta đồng ý được. Trời ơi, cái tướng này là về phá nát cửa nhà người ta. Trời ơi, mày nói mày nói gì vậy? Trời ơi, nghiệp quá à. Không có được nói bạn vậy nha, mày hiểu không? Không có được nói vậy, dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau mà. Sao mà đối xử với nhau vậy được? Trời ơi. Rồi hôm bữa mày, hôm bữa tao nghe nó nói xấu sau lưng tao bà. Trời ơi, tuổi gì mà đòi nói xấu sau lưng tôi? Trời ơi, gì vậy? Tôi là nhân viên xuất sắc. Tôi là nhân viên xuất sắc, trời ơi. Tôi được xếp theo mỗi ngày chứ ai như nó. Chứ ai như nó mà. Trời ơi, nó mới làm đây con này có 1 tháng thôi mà nó hư hết 2 cái dự án. Tao tức á. 2 cái dự án đó tao là người dẫn đầu. Tao tức ghê luôn á, không hiểu tại sao nó sếp lại đưa nó vô đây nữa. Mày nói gì? Con không chốt cha hả? Trời ơi, hèn chi. Trời ơi, tốt nghiệp ở chúng mình. Trời ơi, không có được nói bạn vậy nha. Nè, nha nghiệp quá nha. Thôi nè, ổng có vậy nè. Thôi bây giờ đi về. Đi về, tôi đi về, tôi tắm rửa, tôi ngủ. Ngày mai tôi còn đi làm nữa. Vậy ha. Vậy ha. Ok nha. Nha, cảm ơn, ngày mai là gặp trên công ty á. Hả? Ê, alo, tan làm chưa? Cái gì vậy bà? Giờ này mà chưa tan làm nữa. Tăng ca hả? Rồi, ok, hiểu. Biết sao không? Tại nhân viên xuất sắc không bao giờ được tăng ca đâu ba. Muốn tăng ca lắm mà tăng ca không được, hiểu không? Ê, kể cho nghe, hồi sáng này con Minh nó, sáng này tao đi trễ, cái xong rồi nó chửi tao ba. Nó nói là bà làm ơn á, mai mốt á bà đi sớm chút xíu nha.
chứ hả, bà đi trễ vậy ảnh hưởng công việc lắm, mà trong khi một tuần tao đi trễ có một lần, một tuần tao đi trễ tới 5 lần luôn á, cái có một ngày tao đi sớm tao đi trễ không, bà thích chửi tao, tao tức công trời. Cái gì đâu trời ơi, mà biết tại sao sáng nay tao đi trễ không? Tao đang bận làm ba cái deadline đồ này nọ đó, trời ơi tối làm quá nhiều mà xong sáng nay tao đi trễ đúng một phút thôi má, tao chấm công trễ có đúng một phút thôi á, vậy mà nó chửi tao. Tao tức công, vậy mà kỳ trước nó đi trễ hết nửa ngày, nó đi trễ hết nửa ngày luôn, mà tao không hiểu tại sao tự nhiên nó được dựng vô trong đó nữa. Cái gì, con ông cháu cha hả? Hèn gì, hôm bữa hai cái dự án mà hôm bữa tao dẫn đầu á, nó đi theo mà nó làm theo tao á, trời đất ơi tao kể cho nghe nó dở ẹt. Trời ơi, một đứa mà tốt nghiệp đại học đó hả, rồi giết như một đứa con nít cấp 3, thua luôn á chứ không phải gì nữa. Trời đất ơi, tao cũng không hiểu nữa mày ơi, tự nhiên đưa nó vô đây làm cái gì không biết à, nó là nổi giùm của cuộc đời tao. Trời đất ơi, không hiểu nữa, làm sao mà so sánh được cái nhân viên xuất sắc như tao. Trời ơi, sếp đi làm hả, tối ngày khen tao không à. Trời ơi, sếp không thể nào mà sống thiếu tao được, mà nó là đứa phá hoại cuộc đời tao, đúng là dông mà thiệt luôn á. Trời ơi, nè nha, không có nói bạn như vậy nha. Không có được nói người ta như vậy, hiểu không? Nè, thôi nói nhỏ thôi, nói gì mà nói lớn như vậy. Nè, hôm bữa tao nghe nói nó đi coi mắt mà, xong rồi hả, nó bị từ chối. Mà biết sao bị từ chối không? Tại con nhỏ nó vô duyên mất nết quá mà, ai mà chịu nổi nó. Trời đất ơi, không hiểu nữa, bị từ chối là đúng rồi á, ước gì mà đâu có buồn. Thôi bây giờ tao phải đi về, tao phải đi về, tao ngủ sớm chứ nó hồng mai có người chửi tao sao. Trời ơi, tao hiền gì mà chửi tao, thiệt luôn á, không hiểu luôn á. Nè nha, ngày mai có đứa hả, nó dằn mặt tao, nó nói hả, bà mà đi trễ vậy là ảnh hưởng công việc á, mà bà biết không nha. Trời đất ơi, thôi bây giờ tao phải đi về, không có đủ tao đi ăn giờ này đó, không có được đủ tao đi ăn giờ này nữa, bây giờ tao phải đi về đi ngủ. Trời ơi, tao chăm sóc bản thân tao để ngày mai cái gì chứ, mày hiểu không? Hiểu không? Vậy hả? Ok. À, cái thử thách ngày hôm nay có vẻ là nó rất là khó khăn và nó rất là, nó gọi là rất là nghiệp một chút xíu đó, nhưng mà có vẻ là thử thách này mọi người đã hưởng ứng rất là nhiều. Thì nếu như mà mọi người thích thì mọi người cho mình một like, một share nha. Cảm ơn tất cả mọi người.